Song song với việc quan tâm đầu tư phát triển các môn thể thao hiện đại, hội thao năm nay cũng tổ chức các nội dung thi vận động dân gian, trong đó có nhảy bao bố tiếp sức. Tại nội dung này, 18 đội thi đã lựa chọn 4 vận động viên gồm 2 nam và 2 nữ tham gia nhảy tiếp sức. Các đội thi sẽ được nhảy và tính thời gian hoàn thành vòng nhảy để chọn ra đội có thời gian nhanh nhất và giành chiến thắng. Dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên và sự nhanh nhẹn, khéo léo của các vận động viên, đội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã xuất sắc giành giải nhất. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang đạt giải nhì. Giải ba thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang.